Tại Nghệ An, năm nay diện tích cây cà pháo giảm so với năm ngoái nhưng bù lại giá cả ổn định. Tại huyện Con Cuông, thời điểm đầu vụ giá cả dao động từ 5 đến 6.000 đồng một kg, đến giữa vụ là 10.000 đồng một kg. Gần đây giá cà pháo lại một lần nữa tăng vọt lên 15.000 đồng một kg. Bên cạnh nguyên nhân do diện tích trồng cà của bà con trên địa bàn giảm thì thời tiết khắc nghiệt, nấm bệnh, cây cà sinh trưởng kém, ra hoa và đậu quả thấp. Năng suất cà chỉ bằng 50% so với trước. Trước đây một lứa cà như vậy thu hái được khoảng 3 đến 4 tạ thì nay cao lắm cũng chỉ được 1,5 đến 2 tạ một sào. Diện tích trồng cà giảm, năng suất giảm, sản lượng ít nên nguồn cung ra thị trường giảm, khiến cà neo giá cao.